Giratón. Penalti. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Giratón từ chấm 11m. Kịp để cứu thua. Pha cứu thua có thể nói còn quan trọng hơn cả một bàn thắng. Quá hay Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm đã mang lại. Quang Hải đá vào góc. Ông trọng tài người Oman Ahmed Ankap đã không công nhận bàn thắng. Huấn luyện viên Park Seo tỏ ra thất vọng, chúng ta cùng xem lại. Tôi nghĩ rằng anh Huy ạ, trong vòng ít phút chúng ta đã phải nhận những